Chào các bạn, bây giờ là 8 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, thời tiết bây giờ lại chỉ có 15 độ, tuy rằng tối hôm qua là 29 độ. Gió mùa đông bắc đã tràn về các tỉnh miền đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và hoa hồng của chúng ta bắt đầu lại được một đợt không khí lạnh. Và chỗ chúng đang đứng đây là tại vườn hoa của mình, nơi có những chậu hoa hồng cắt cành ngày 25 tháng 11 âm lịch. Nghĩa là hôm nay chúng đã được 59 ngày. Hôm nay là 24 các bạn nhé. Và tháng thiếu thì chúng được 58 ngày. Và lẽ đó là lẽ đương nhiên, chúng đã nở muộn và đúng lúc đẹp nhất thì chúng lại bị mưa ở miền Bắc, ở Trung Du Bắc Bộ. Thưa các bạn, là mưa từ đêm ngày 12 âm, nghĩa là mồng 2 tháng 2 âm lịch, dương lịch, cho đến tận cách đây 2 ngày các bạn nhé, đến 12, đúng 10 ngày các bạn ạ. Thì hôm qua trời có hửng nắng và hôm nay thì gió mùa đông bắc đã tràn về. Và hình ảnh các bạn đang nom là toàn thể vườn hoa của chú hồng ở thời điểm hiện tại thì nó không còn đẹp các bạn ạ, bởi vì lúc đẹp nhất thì nó đã bị mưa, bởi vì hôm nay nó là 58 ngày. Nhưng chú hồng vẫn quay để cho các bạn một sở thị thể trạng của những chậu hoa hồng mà ở vườn chú hồng ở thời điểm hiện tại, để có thể qua đó các bạn rút ra được một cái gì đó phục vụ cho công tác chăm sóc hoa hồng của mình, đặc biệt là những hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Và không để các bạn đợi lâu, chú hồng sẽ cầm máy review cận cảnh những bông hoa, những chậu hồng của chú hồng ở thời điểm hiện tại. Bây giờ là 8 giờ sáng thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023, tức ngày 24 tháng Giêng âm lịch các bạn nhé. Xin kính mời các bạn hãy hướng lên màn hình để chú hồng xem những cận cảnh những bông hoa hồng tại vườn hoa. Thưa các bạn, ở thời điểm hiện tại, chú hồng đang đứng đây là lối cổng ra vào của vườn hoa của chú hồng. Trời đầy mây, các bạn nói thế không ạ? Trời đầy mây và nhưng mà lại được một điều đặc biệt là không mưa. Đây các bạn nói mà. Nghe thông báo dự tiết thời tiết thì rất có thể trưa và chiều nay trời sẽ mưa, nhưng tranh thủ lúc không mưa này, chú hồng đã review quay toàn cảnh và chi tiết những chậu hồng này để các bạn. Đây các bạn nói. Đây là những chậu hoa hồng 15 đến 17 năm tuổi các bạn nhé. Và những lúc đẹp nhất thì chúng không quản nữa và bây giờ chúng đã đang tàn các bạn nói. Đấy, các bạn nói kỹ nhé. Chú hồng quay review cho các bạn xem đây những chậu hoa hồng đây các bạn. Đây các bạn. Ở vườn hoa của chú hồng thì chú hồng trồng rất nhiều những chậu có hai cây các bạn ạ. Đây là chậu có hai cây. Và bây giờ thì mầm lọc chúng lên như thế này, các bạn xem này. Nhưng tất nhiên là mấy hôm nay chú hồng chưa cắt, tí nữa phải cắt những cái mầm này đi các bạn nhé. Đây các bạn nom ạ. Chú hồng lưu ý là các bạn là đây là những chậu hoa hồng cắt cành ngày 25 tháng 11, nghĩa là sau ngày cắt chính 10 ngày. Bởi vì chú hồng đã khuyến cáo với các bạn là nên cắt cành ngày 15 tới ngày 20 tháng 11 âm lịch. Và để qua đó các bạn có những chậu hoa hồng đẹp ở Tết Nguyên Đán. Và đây là những chậu hoa hồng cắt không thể nữa Tết các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng như thế này. Các bạn nói mà. Đây là chú hồng đứng ở cái góc phía đông của vườn hoa nhà mình. Các bạn nói mà. Mình liếc lia máy để cho các bạn nói thấy toàn cảnh các bạn ạ. Không biết có bạn nào cắt cành những chậu hoa hồng của mình vào ngày 25 tháng 11 âm lịch không ạ? Và nếu có thì các bạn hãy so sánh có giống những chậu hoa hồng của chú hồng ở thời điểm hiện tại ở vườn hoa này không? Chú hồng chia sẻ với các bạn là năm nay chú hồng cải tạo rất nhiều các bạn này, cải tạo rất nhiều đây. Đây mấy ngày chú hồng không ra nó lên mầm này các bạn ạ. Nó lên mầm mấy ngày bởi vì mưa ướt các bạn ạ, mưa ướt suốt ngày
cho nên mình không ướt, mình không ra, không kiểm soát được. Hôm nay trời khô thì mình sẽ quay cho các bạn xem đấy các bạn. Đây, những chỗ ong này mình cũng cắt hết bên dưới đấy các bạn này, để cho nó có một cái thế khác, thoát ở bên dưới đi, còn nó tán ở bên trên đấy để các bạn không này. Đây, mình cắt mà cố gắng mình làm hơn 200 chậu đây, có thể có 50% là những chậu hoa hồng được ở một cái dáng thế là tương đối đẹp đấy các bạn. Thế nhưng cũng phải hy sinh mà cắt đi các bạn ạ. Đây các bạn đó mà. Và nếu có không gọi là dáng chi thì cũng là một dáng bụi, một vài thân nhưng nó cũng có một cái tán tròn. À, tròn các bạn ạ. Đây các bạn đó mà. Đây các bạn đó mà. Và mình bật mí cho các bạn nữa, những chậu ong này có một lúc nó đã bị bệnh phấn trắng trong lúc mưa nhé, và mình đã phun cho nó ngay cái hôm tại mưa, mà khi những chậu hoa hồng này được đang nở mà bị mưa các bạn ạ. Đây, đây mình cho toàn cảnh các bạn xem, đây toàn cảnh những chậu hoa hồng của mình đây các bạn xem. Nếu như thời tiết như thế này mà không mưa thì một hai ngày nữa sẽ nở hết những cái nụ quả lại, thì những chậu hoa hồng này cũng rất đẹp đó các bạn. Đây các bạn, đây là một chậu hoa hồng hai màu các bạn ạ, trồng hai cây ở cùng một chậu. Những cây hoa hồng này đây các bạn, vì mình để dáng bụi cho nên là các bạn nom ở dưới gốc nó không có mỹ quan mấy mà nó thành một dáng bụi như thế này. Thế còn bên trên tán thì các bạn đã nom đấy rồi, mình sẽ cố gắng làm một cái tán tròn to và để cho nó ra. Những chậu này có thể để tán to đến 2 mét, 1,8 m đến 2 mét các bạn nhé. Đấy, mình đang quay đi cho các bạn xem được. Thời tiết ở Bắc Giang bây giờ là chỉ có tầm cỡ độ 15 độ thôi các bạn nhé, trời rất rét đấy. Mà hôm qua, tối hôm qua tầm cỡ 9, 10 đến 11 giờ là tầm cỡ 29 đến 30 độ. Nó chú hồng còn bị bật máy lạnh nữa các bạn nhé. Thế mà hôm nay đêm ngày gió Bắc nó về thì nó đã như thế này. Đấy các bạn nó mà. Đây mình đang quay ra phía các cổng để các bạn nói miếng chậu hoa hồng của mình ở thời điểm hiện tại. Chú hồng cố gắng là Tết năm nay những chậu hoa hồng này chú hồng sẽ cố cải tạo cho chúng thành có những cái tán, cái form mà cái form chậu bắt mắt các bạn nhé, nghĩa là hạ bớt dưới chân như thế này các bạn ạ, tạo một cái tán tròn chân trên như thế này, để khi hoa hồng này nó nở nó buông rũ xuống thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh rất đẹp về những bông hoa hồng. Tuy rằng chỉ là hoa hồng nội nhưng chúng cũng có những cái nét đặc trưng riêng đẹp của nó, bởi vì hoa hồng ngoại là rất khó trồng như Trung Hồng đã chia sẻ với các bạn ở rất nhiều bài viết. Đây các bạn nó. Đây các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây. Các bạn lưu ý là những chậu ong này nó đã bị phấn trắng, mà hiện nay các bạn vẫn đang nom thấy trên lá nó bị phấn trắng này này. Thế nhưng mà nó đã được khỏi bệnh các bạn nhé. Nó đã được chữa trị khỏi bệnh. Và một cái mùa sau Tết ẩm ướt, nhiệt độ, độ ẩm khoảng độ 95% thì việc hoa hồng có phấn trắng là đương nhiên. Chỉ có một điều, chúng ta chữa trị và phòng thế nào cho những loại bệnh phấn trắng này. Đây các bạn, mình đang lìa máy toàn cảnh các góc vườn để cho các bạn xem, các bạn nom thấy đây, những chậu hoa hồng đây. Đây nếu chậu hoa hồng này các bạn nom này, 3-4 tân và chúng hoa hồng những cúc rừng buộc nó lại và vẫn để ráng bụi, nhưng chúng có cái tán trên như thế này. Và rất nhiều thân thì tất nhiên là nó sẽ sai hoa các bạn ạ. Nó sẽ sai hoa. Và mà sai hoa thì thưa các bạn, cũng có những cái đẹp riêng của nó. Các bạn ạ, nếu hoa hồng sai hoa thì chúng cũng có những cái đẹp riêng của vấn đề sai hoa. Các bạn lưu ý là chú hồng không hề dừng máy. Để cho các bạn nói với toàn cảnh những chậu hoa hồng của chú hồng ở hiện tại nhé. Không hề dừng máy các bạn ạ. Đấy các bạn nói có rất nhiều bông hoa hồng đã tàn này các bạn nói. Tàn này các bạn nói. Đây mình đang đi về cái hướng mà có cây hoa hồng trồng ở đất các bạn nhé. Mình sẽ đưa các bạn ra xem một chậu hoa hồng trồng ở đất.
và nó cũng tàn rồi, nhưng mà nó vẫn có những cái hình dáng form đẹp của nó đấy các bạn đón đấy. Đấy các bạn, đặc biệt là hoa hồng nhung cổ chúng đã nở trước nhá, nở trước những chậu hoa hồng đào cổ, cho nên hiện tại thì chúng đã xác sơ hết rồi. Đấy các bạn này, đấy, các bạn nồng kỹ, các bạn có nồng kỹ có thể phấn trắng không ạ? Thế nhưng những bông này là phấn trắng đã được chữa trị nhá, nếu không thì lá nó sẽ quằn lại các bạn ơi. Và những đó đã được chữa trị, các bạn lưu ý. Đấy. Mình cố gắng review cận cảnh rất nhiều chậu để các bạn tham khảo. Đấy, các bạn. Thưa các bạn, những chậu hoa hồng này cũng là 4 đến 5 năm tuổi các bạn nhé. Bởi vì mình trồng tháng Giêng 2019 và một số chậu là trồng 2017. Thì ở đây cũng có rất nhiều chậu là đã được 6 năm, còn là 4 năm các bạn. Đây các bạn nom ở khu này cũng vậy. Đây các bạn nom. Đây là khu trong này là cái góc phía tây mà mình thường chia sẻ với các bạn là có rất nhiều thứ được rất nhiều ánh nắng đấy các bạn nhé. Đây, mình quay cho các bạn xem. Đây các bạn nom này. Đây mình đang đứng ở cái phía này là phía tây đấy các bạn ạ. Phía tây thì những chậu hoa hồng của mình các bạn nọ mà. Đấy. Đấy, các bạn nom kỹ, mình đang quay, mình đi vào tận góc để cho các bạn nom rõ những cận cảnh những chậu hoa hồng này các bạn nhé. Đây là chậu hoa hồng như thế này thì các bạn thấy rất đẹp không các bạn? Rất đẹp phải không? Cái này là cao tầm cỡ trên 1 mét và mình đang cố gắng tạo một cái này thành một cây thế chi các bạn ạ. Những cây thế này là rất ít các bạn nhé, và mình đang tạo cho những các bạn nom này. Đây, những cây được 1 mét trên 1 mét như thế này là rất hiếm đấy các bạn, lưu ý cho đó. Cho nên khi các bạn có những chậu hoa hồng bụi có những cái mầm như thế thì các bạn cố gắng tạo được một thế chi, bởi vì thế chi nó cũng có một cái đẹp riêng của nó đấy các bạn nom. Đấy, các bạn nom đây các bạn, trứng vịt thì có mấy con vịt đẻ lung tung với các bạn. Đây bây giờ mình sẽ ra quay cho các bạn xem cái chậu hoa hồng mà trồng ở đất các bạn nhé, trồng ở đất để cho các bạn mục sơ thị. Đấy, các bạn nom không biết những chậu hoa hồng của nhà các bạn có bạn nào cắt ngày 25 tháng 11 âm không ạ, để có thể giống với thể trạng của chung hồng này. Đây các bạn nói mà những bông hồng này nếu mà cách đây 2-3 ngày thì nó sẽ đỏ các bạn nhé, còn bây giờ thì nó hiện trạng nó như thế này đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ ra quay cái cây hoa hồng ở dưới đất cho các bạn xem nhé, cũng 5 năm tuổi nhưng nó rất to. Thưa các bạn, trước mặt các bạn là cây hoa hồng 5 năm tuổi nhưng chung hồng nó trồng ở dưới đất. Cái tán này bây giờ thì cũng tầm cỡ 2 mét trên 2 mét các bạn nhé. Đấy các bạn nói. Nhưng nó cũng không được ráng chi mà chung vẫn để cho ráng bụi. Và chung hồng sẽ buộc nó lại. Và để cho nó đứng thì cũng vẫn phải có một cây cọc chống đỡ. Các bạn ạ, nếu ở dưới đất thì các bạn có phân nhiều chăm sóc thì những chậu hoa hồng này sẽ ra nhiều trăm bông hoa. Nhiều trăm bông hoa các bạn nhé. Và bây giờ chúng đã tàn rồi nhưng chúng vẫn còn được như thế này các bạn nom thế ạ. Đấy, các bạn nom ạ. Mình sẽ quay xung quanh để cho các bạn xem những cái hoa hồng này tán là rất to đó các bạn. Đây các bạn nom ạ. Đấy. Và nếu như hoa hồng này nở đúng độ thì chúng ta quay những bông hồng này sẽ đỏ đẹp đấy. Còn bây giờ thì chúng đã đang tàn rồi, cho nên là các bạn nom không thấy còn đẹp nữa. Thế nhưng mà chúng vẫn, nếu chậu hoa hồng trồng ở đất này, mình đang cố chăm chậu hoa hồng này thành một cây cổ thụ rất to trong vòng 10 năm tuổi các bạn ạ.
và mình hy vọng là sự chăm sóc của mình sẽ thành công đối với chậu hoa hồng này, bởi vì đây là một cây duy nhất trong vườn mình trồng ở đất để các bạn hồng. Đây các bạn hồng, trồng ở đất đấy. Thưa các bạn, trên đây là những ảnh chậu hồng quay trực tuyến từ vườn hoa của chậu hồng. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Chậu hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin cảm ơn các bạn.